Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình thử thách của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được sự phối hợp thực hiện bởi công ty Dân Thanh Long và nhà tài trợ VMS Mobifone. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu đăng nhập hệ thống nhắn tin tổng đài số 8309. Trước tiên hãy chọn cho mình một trong ba biểu tượng: cô nàng Luna, nàng Kitty và anh chàng Thomas. Sau đó hãy gửi về tổng đài 8309 để tham gia chương trình ngày hôm nay. Quý vị sẽ có cơ hội xuất hiện tại trường quay ảo của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ điểm qua một số quy định của trò chơi thử thách như sau. Trò chơi thử thách có tất cả 4 vòng thi. Mỗi vòng thi có 4 câu hỏi. Đối với 3 câu hỏi đầu tiên, mỗi câu hỏi có 3 đáp án. Nhiệm vụ của quý vị là hãy chọn ra một đáp án chính xác nhất. Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với hai đội chơi trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào mừng đội 1 và đội 2 đến với chương trình thử thách hôm nay. Trước tiên mời đội 1 các bạn hãy giới thiệu về đội của mình đi. Đội 1 xin kính chào quý vị khán giả. Chúng em là những sinh viên năm thứ 3 khoa công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Chúng em đến đây với một mục đích, đó là chinh phục kiến thức và đạt được nhiều giải thưởng. Em là thành viên đầu tiên của đội, em tên là Thanh Thảo. Còn đây là thành viên thứ 2. Xin chào quý vị khán giả. Em là Phan Nguyễn Du Linh, là bạn học cùng lớp với bạn Thanh Thảo. Hôm nay em đến đây để góp vui cho chương trình ngày hôm nay, đồng thời là cũng để củng cố lại những kiến thức của mình. Sau đây là thành viên thứ 3 của đội. Em kính chào quý vị khán giả, em là Nguyễn Thanh Sang. Em với một tiêu chí sống: làm hết mình, chơi hết sức, vui là chính. Vì chúng em là sinh viên nên kiến thức còn hạn hẹp, mong được sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả. Vâng, chúng em xin quý vị khán giả hãy cổ vũ cho hai đội cùng chơi ngày hôm nay để hai đội có thể phát huy được hết khả năng của mình. Và nhân dịp ngày 20 tháng 11 thì em cũng kính chúc các thầy, các cô của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sức khỏe thành đạt, và của thầy cô của cả đất nước Việt Nam mình sẽ thành đạt trên con đường trồng người. Em xin cảm ơn. Xin cảm ơn lời giới thiệu vừa rồi của đội 1. Các bạn cũng không quên gửi đến những lời chúc sức khỏe đến quý thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11. Bạn Sang thân mến, bạn nói rằng hôm nay là bạn đến đây chơi hết mình phải không ạ? Làm hết sức, chơi hết mình. Hiện nay đang là sinh viên, chắc là chơi hết mình thôi chứ còn làm chưa hết sức đâu phải không? Bạn nói sinh viên thì kiến thức còn hạn hẹp, khi nào thì hết hạn hẹp bạn? Em nghĩ tri thức là vô hạn, còn kiến thức của em là có hạn. Nhưng mà lúc này em là sinh viên, đang trong thời kỳ trao dồi kiến thức, cho đó chưa được mở rộng lắm. Cho đó em nghĩ là còn hạn hẹp. Còn kiến thức có lẽ phải học hoài ạ. Chắc là đi làm rồi mới hết trao đổi kiến thức rồi phải không? Dạ, đến cuối đời vẫn còn phải trao đổi kiến thức ạ. Nói chơi cũng dành chút đỉnh kiến thức để tham gia cuộc thi thử thách phải không ạ? Có chuẩn bị các bạn đến với chương trình thử thách, các bạn có chuẩn bị điều gì không? Dạ, có ạ. Có còn nhiều thì là chơi nhiều thật ha. Dạ. Cảm ơn vừa rồi là giới thiệu vừa rồi của đội 1. Xin mời các thành viên của đội 2. Xin chào anh chị Bảo. Thì lần đầu tiên xin thay mặt đội 2 xin gửi đến tất cả quý vị khán giả lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng nhất. Hôm nay đội 2 rất là vui khi đã được tham gia chương trình này, và đội 2 hôm nay đến đây cũng gồm có 3 thành viên. Trước tiên mình xin tự giới thiệu, mình là thành viên đầu tiên và cũng là một con người rất là yêu thiên nhiên, rất thích người con gái hay làm duyên. Mình yêu mến ca sĩ Mỹ Duyên và các mình thích ăn các món đồ chiên, nhưng mình lại ghét nhất đó là món chuối chiên. Và tên đầy đủ của mình là Võ Xuân Nguyên. Hôm nay cũng thực sự là có duyên khi đã được tham gia chương trình này. Và đây là thông viên thứ 2 của đội. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thử thách. Xin chào anh Chi Bảo. Mình là Trần Thanh Kỳ. Mình là một fan hâm mộ thử thách từ ngày đầu với anh Lý Chánh, anh Minh Tâm và bây giờ đến anh Chi Bảo. Và hôm nay đến được với chương trình thử thách với mình là một thử thách rồi. Và rất mong được sự ủng hộ của quý vị khán giả dành cho mình và hai đội chơi. Xin cảm ơn. Và đây là thành viên thứ 3. Tôi Mai Thị Trinh là thành viên thứ 3 của đội. Đúng với tên gọi thử thách thì đội hôm nay chúng tôi đến đây cũng là để kiểm tra lại những kiến thức đã học và để bổ sung thêm những kiến thức còn thiếu. Nhân tiện ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi xin kính chúc quý thầy cô giáo và những người làm trong công tác giáo dục lời chúc sức khỏe, thành công trong sự nghiệp chồng người. Và cuối cùng xin chúc quý vị khán giả có một buổi tối thứ 2 đầu tuần thật tốt lành. Xin cảm ơn những lời giới thiệu vừa rồi của đội 2, đặc biệt là lời giới thiệu của bạn Nguyên. Bạn Nguyên, bạn thích ăn chuối chiên phải không ạ? Thì nên không, em thích ăn các món đồ chiên. Ca sĩ Mỹ Duyên, ca sĩ này cũng hơi lạ. Ca sĩ Mỹ Duyên hay là diễn viên Mỹ Duyên? Mỹ Duyên anh. Diễn viên Mỹ Duyên đúng không? Hôm nay các bạn
đến với chương trình cũng rất là tươi trẻ, đặc biệt là ba chiếc áo ba màu rất là hay, rất là đẹp. Chắc cũng là mất một khoản tiền để mua đây. Các bạn thân mến, trước khi chúng ta bước vào chương trình thử thách, ban tổ chức xin gửi tặng hai đội, mỗi đội một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca trị giá hơn 2 triệu đồng. Xin chúc cho hai đội có một cuộc thi thật là thú vị. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang vòng 1 của chương trình thử thách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình thử thách. Giải thưởng của vòng 1 gồm có một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca và một điện thoại di động Sony Ericsson VK200i. Ngay bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu đăng nhập vào hệ thống nhắn tin tổng đài số 8309 và hãy chọn cho mình một trong ba biểu tượng bằng cách soạn tin nhắn với nội dung các từ khóa tương ứng và gửi về tổng đài số 8309. Quý vị sẽ xuất hiện tại trường quay ảo của chúng tôi. Hiện nay chúng tôi nhận thấy có rất nhiều quý khán giả đã đăng nhập vào hệ thống và đã xuất hiện trên màn hình. Ở những kỳ thi lần trước thì chúng ta cũng nhận thấy chàng Thomas cũng rất may mắn. Tuy nhiên nàng Kitty của chúng ta cũng thường đoạt những giải rất là cao. Nàng Kitty của chúng ta hiện nay chắc là sở hữu cũng rất là nhiều những cái xe Super Sapphire rồi phải không ạ? Và nàng Luna cũng thế. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang vòng 1 của chương trình. Bây giờ là chúng ta bắt đầu đến với câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Vịnh nào của Việt Nam là nhánh Tây Bắc của Biển Đông và một phần của Thái Bình Dương? A. Cam Ranh, B. Vân Phong và C. Bắc Bộ. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Đây là câu hỏi đầu tiên, cả hai đội cố gắng ghi được cho đội của mình được 20 điểm. Xin mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn chọn đáp án C là Bắc Bộ. Và đội 2 các bạn chọn đáp án B là Vân Phong. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi đáp án của câu hỏi số 1. Một câu hỏi khởi đầu thôi phải không ạ? Câu hỏi số 1 có đáp án như sau, đó là đáp án C, Bắc Bộ. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay chúng ta thấy trên màn hình cũng đã có một số vị chúng ta đã rời khỏi màn hình ảo. Điều này chứng tỏ là chúng ta đã trả lời sai. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn hy vọng gặp lại quý vị và các bạn ở vòng thi kế tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Ca khúc bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân do nhạc sĩ nào sáng tác? A. Hoàng Vân, B. Nguyễn Văn Ký và C. Phạm Tuyên. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Như vậy thì ở câu hỏi số 1, đội 1 các bạn đã trả lời chính xác và đã ghi được 20 điểm. Bây giờ mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn chọn đáp án A. Đội 2 các bạn chọn đáp án A. Ở câu hỏi số 1, lý do nào mà chúng ta đã đưa ra đáp án không chính xác các bạn ạ? Dạ, câu hỏi số 1 với em là lúc đấy hơi run này. Hơi run. Dạ, hơi run. Nên là cũng chưa thể nhập tâm được, nhưng mà chắc chắn là ba câu hỏi sau là... Bạn có nhiệm vụ là đưa đáp án phải không ạ? Dạ. Thế nên bạn đừng có run nhiều quá. Dạ, dạ. Câu này hết run chưa? Dạ, hết rồi anh. Hết rồi. Rất là bình tĩnh rồi ạ. Vậy là chắc đúng phải không? Dạ. Nhưng mà nếu sai chứng tỏ là còn run. Dạ. Bây giờ thì xin mời cả hai đội chúng ta cùng theo dõi đáp án của câu hỏi số 2. Đáp án của chúng ta là đáp án A, Hoàng Vân. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác câu hỏi này. Và ở vòng này rất tiếc chúng ta lại tạm chia tay với một số khán giả nữa. Và trên màn hình não của chúng ta đã vắng đi một số vị trí. Tuy nhiên chúng ta đã thay vào đó một vài vị trí mà khán giả đã trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Đàn accordion được sáng chế tại đâu? A. Pháp, B. Áo và C. Anh. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Như vậy là bạn Kỳ hết run thật sự rồi. Bây giờ thì các bạn hãy chuẩn bị trả lời ở câu hỏi này. Mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn chọn đáp án B là ở Áo. Đội 2 chọn đáp án B. Hồi nãy giờ hình như đội 1 chưa gặp một trở ngại nào cả phải không ạ?
Xin được hỏi là ở những câu hỏi vừa rồi ai là người đưa ra quyết định ạ? Dạ, đây cũng câu hỏi là cả ba thành viên đều đồng ý. Cả ba thành viên đều hợp ý với nhau. Dạ. Và tôi cũng xin chúc cho đáp án này là một đáp án chính xác của cả hai đội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án B, áo. Bây giờ một lần nữa chúng ta hãy cùng nhìn về màn hình ảo xem. Rất tiếc một lần nữa ở câu hỏi này có nhiều quý khán giả trả lời không chính xác. Và bây giờ chúng ta nhận thấy ở câu hỏi số 3 chúng ta đã tạm thời chia tay rất là nhiều quý khán giả. Hy vọng rằng gặp cao ở vòng thi số 2. Các bạn nhớ đón xem nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi thứ 4. Câu hỏi thứ 4 có nội dung như sau. Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào năm nào? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Và để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải đưa ra một con số nguyên trong đáp án của mình. Đội 1, các bạn hãy hết sức cẩn thận và đưa ra một đáp án chính xác. Các bạn có cơ hội để cùng với quý khán giả nhận được chiếc điện thoại đầu tiên, đó là điện thoại Sony Ericsson W200i, nếu các bạn đưa ra một đáp án chính xác. Sau đây xin mời đáp án của cả hai đội. Đội 1, các bạn đưa ra đáp án là 1982. Và đội 2 là 1968. Hình như là bạn Kỳ hơi run một chút. Có run không bạn? Dạ hết run rồi anh. Hết run rồi. Dạ. Cái này là do tự tin thôi, phải không? Dạ. Còn bạn Sang, đáp án này ở đội của bạn có hội ý hay không ạ? Dạ, đội em là chơi cùng một đội, do đó đáp án được đồng ý cả ba ạ. Nếu các bạn đây là đáp án chính xác thì các bạn sẽ nhận được điện thoại di động Siri Action. Em hy vọng là vậy ạ. Bởi vì các bạn có 60 điểm, đó là số điểm cần thiết để bước vào vòng số 4, phải không ạ? Dạ. Bây giờ thì mời các bạn hãy xem đáp án của chương trình. Nhưng có lẽ trước khi công bố đáp án của câu thứ tư, mời quý vị và các bạn chúng ta một lần nữa hãy cùng nhìn lại câu hỏi của chúng ta. Đó là Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào năm nào? Và bây giờ đáp án của chúng ta là 1958. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại màn hình ảo xem quý vị khán giả nào đã may mắn ở vòng thi đầu tiên. Và đó là anh chàng Thomas rất ngầu. Hôm nay anh chàng Thomas rất ngầu. Bây giờ mới chịu là giơ tay vẫy chào chúng ta phải không ạ? Anh chàng Thomas của chúng ta đã may mắn là người khán giả may mắn đầu tiên ở vòng thi thứ nhất. Và trước khi chúng ta công bố kết quả của vòng thi đầu tiên, mời quý vị và các bạn chúng ta dành ít phút về theo dõi chương trình thử thách. Báo của ban tổ chức chương trình thử thách, các thí sinh là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đều có thể đăng ký tham dự chương trình. Chương trình bắt buộc đăng ký tham dự theo đội, mỗi đội gồm 3 thành viên. Mỗi thí sinh cần mang theo một ảnh 34 và giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu. Nhận và nộp hồ sơ đăng ký tại số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ 0891021588. Thời gian nhận hồ sơ từ 8 giờ đến 16 giờ 30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ban tổ chức chương trình thử thách. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi một vài hình ảnh về thí sinh đã may mắn ở những kỳ thi lần trước, đã nhận giải thưởng chiếc xe Super Sapphire. Và tương tự như ở chương trình ngày hôm nay, chúng ta vẫn thấy chiếc xe Super Sapphire rất là đẹp, dành cho những khán giả nào may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta cũng rất hân hạnh được chào đón tất cả quý vị đến với chương trình của chúng tôi bằng cách là đăng ký tham gia hoặc là xuất hiện tại trường quay và cũng như tham gia xuất hiện tại trường quay ảo của chúng tôi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng công bố kết quả của vòng thi đầu tiên. Trước tiên xin được chúc mừng đội 1, các bạn đã nhận được đầu máy karaoke hiệu Senka. Và xin được chúc mừng cho quý khán giả may mắn ở vòng thi đầu tiên đã chọn biểu tượng là anh chàng Thomas có số điện thoại di động 0988782997. Và tôi xin nhắc lại, quý khán giả may mắn ở vòng thi đầu tiên có số điện thoại di động 0988782997 đã nhận được phần thưởng là điện thoại di động Sony Ericsson W200i. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang vòng thi thứ hai của chương trình. Nhưng trước khi bước sang vòng hai, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 2 của chương trình thử thách giải thưởng của chúng ta, gồm có một đầu máy karaoke hiệu Senka và một điện thoại di động Sony Ericsson VK610Y. Ngay bây giờ kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy tiếp tục tham gia ở vòng thi thứ hai bằng cách soạn tin nhắn và chọn một trong ba biểu tượng cô nàng Luna, nàng Kitty và anh chàng Thomas để gửi về tổng đài số 8309 tham gia chương trình và xuất hiện tại trường quay ảo của chúng tôi. Ở vòng thi đầu tiên thì chàng Thomas của chúng ta rất may mắn, hy vọng rằng may mắn đó sẽ được chia đều cho nàng Kitty và Luna ở vòng thi này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau: hình thức thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển sinh đại học nước ta bắt đầu từ năm nào? A. 2003, B. 2004 và C. 2005. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Không biết là các bạn có còn nhớ hay không? Hiện nay các bạn đã là những sinh viên hết rồi phải không ạ? Đã vượt qua những kỳ thi đại học hết rồi. Bây giờ chúng ta hãy dịp nhớ lại xem kỳ thi năm nào đã dùng hình thức thi trắc nghiệm. Mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn chọn đáp án B, đó là vào năm 2004. Và đội 2 đưa ra đáp án A, năm 2003. Bạn Kỳ, bạn thi đại học vào năm nào ạ? Dạ em thi vào năm 2002. 2002. Dạ. Có nghĩa là lúc đó chưa có kỳ thi trắc nghiệm. Dạ, năm 2002 là cũng đã có trường thi trắc nghiệm nhưng mà môn ngoại ngữ anh. À, có dạ. Trường thi ngoại ngữ dạ. Nhưng mà chưa áp dụng chung cho mọi người dạ, trong môi dạ. Trường phải không ạ? Dạ. Còn bạn Nguyễn? Dạ, em cũng thi năm 2002 ạ. Cũng thi năm 2002 luôn. Cho nên không biết năm 2003 có chắc không phải không ạ? Nếu thi năm, nếu các bạn mà thi năm 2003 thì tôi nghĩ là các bạn sẽ biết đó là đáp án chính xác hay không. Dạ. Còn đội 1 dạ. Xin hỏi các thành viên, bạn Sang, bạn thi năm đại học năm nào? Dạ, em thi năm 2005 nên em chỉ nhớ là trước đó đã có thi trắc nghiệm. Bạn thi năm 2005 dạ. Và bạn nhớ là trước đó có thi trắc nghiệm dạ. Thấy không? Dạ. Vậy là 2005 có trắc nghiệm không bạn? Chắc là có. Có. Có, tại sao không chọn năm mình thi mà lại chọn năm 2004? Em chỉ nhớ trước đó là có. Nhớ mà không chắc phải không? Cái mình thi là nó chắc chắn rồi đó. Mình thi 2005 là nó chắc chắn mình thi trắc nghiệm rồi mà không chọn ha. Chỉ chọn theo trí nhớ ha. Được rồi, hãy cùng xem. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án C, năm 2005. Và như ở lần thi ở vòng 1, chúng ta cũng thấy ở câu hỏi đầu tiên rất nhiều quý khán giả đã trả lời không chính xác. Có thể là kỳ thi đại học chúng ta đã trải qua rất là lâu, bây giờ được dịp nhớ lại và đáp án chúng ta có 3 con số liên tiếp gần giống nhau. Chúng ta có thể là mắc sai sót, hy vọng rằng sẽ gặp lại quý vị ở vòng thi tiếp theo. Bây giờ mời quý vị chúng ta đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Một câu hỏi về thể thao. Vận động viên Việt Nam nào đã đoạt huy chương vàng nội dung Bia Carom 1 băng tại Asia Indoor Game 2007? Và tôi xin lặp lại câu hỏi này. Vận động viên Việt Nam nào đã đoạt huy chương vàng nội dung Bia Carom 1 băng tại Asia Indoor Games 2007? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Môn Pizza của chúng ta, đây là môn thi trong nhà. Và chúng tôi xin nhắc lại, chúng ta có 3 đáp án như câu hỏi số 1. Câu hỏi thứ nhất, đáp án A là Lương Chí Dũng, đáp án B là Dương Anh Vũ và đáp án C là Lý Thế Vinh. Đây là 3 tay cơ rất là kỳ cựu và nổi tiếng của Việt Nam. Hiện nay thì đội 2 các bạn đang có ưu thế nhiều hơn 3 thành viên. Nhưng mà đội nữ chúng ta bây giờ thì chị tôi cũng nhận thấy là các bạn nữ bây giờ cũng có thích, cũng có tham gia môn trên môn bida. Không biết là bạn Thảo, bạn có bao giờ đánh bida chưa ạ? Dạ thật sự thì em từ trước đến giờ chưa bao giờ đánh bida. Và em thì nếu mà nói quá thì em ghét bida. Nói quá cái này chắc nó hơi quá rồi đó. Chứ bida thấy đánh cũng rất là dễ thương, rất là hiền, môn thể thao rất là lành mạnh. Dạ nhưng mà em không thích ạ. Đòi hỏi là chẳng những đòi hỏi về trí tuệ không mà còn đòi hỏi về một thể lực rất là dẻo dai, rất là kiên trì. Mà lý do nào bạn ghét, bạn có thể nói cho chúng tôi chia sẻ, chúng tôi có ghét không? Chắc cái đó chỉ là cái chủ quan của em thôi, còn tùy mọi người.
Thì em ghét thì em ghét, em không biết lý do tại sao em ghét. À, như vậy bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem đáp án của cả hai đội rồi chúng ta biết lý do tại sao chúng ta ghét không à. Mời đáp án của cả hai đội ạ. Đội 1, các bạn đưa ra đáp án B, đó là Dương Anh Vũ. Và đội 2, các bạn đưa ra đáp án A là Lương Chí Dũng. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi đáp án của câu hỏi này. Đáp án của chúng ta là đáp án B, Dương Anh Vũ. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Tương tự như câu hỏi số 1 thì ở câu hỏi này nhiều quý khán giả đã trả lời không chính xác. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục tham gia vào chương trình ở vòng thi kế tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Tác giả của Thất Cảm Sớ là ai? A. Chu Văn An. B. Nguyễn Khuyến. Và C. Trần Tế Sương. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Bây giờ mời đáp án của cả hai đội. Đội 1, các bạn chọn đáp án A. Và đội 2, các bạn chọn đáp án B. Nãy giờ mình rung hơi nhiều bạn Kỳ ha. Ráng cố gắng bình tĩnh. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án A, Chu Văn An. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4 để xác định xem ai sẽ là chủ sở hữu của chiếc điện thoại di động Sony Ericsson W610Mi. Và xin chúc cho các bạn trả lời đúng câu hỏi này. Sau đây là nội dung của câu hỏi. Tiểu thuyết Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng được xuất bản lần đầu tiên vào năm nào? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Các bạn hãy cố gắng đưa ra một đáp án chính xác hoặc ít nhất cũng là gần chính xác. Sau đây là đáp án của cả hai đội. Xin mời hai đội. Đội 1, các bạn đưa ra đáp án là 1949. Và đội 2, 1917. Tôi có cảm giác ngoài trời lúc này đang là mùa đông, cho nên bạn Kỳ rung hơi lâu. Rất lạnh anh bạn. Rất lạnh hay không ạ? Cái này tôi thấy là rung mạnh lắm nè. 1917 là rung mạnh lắm đó. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là 1936. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn lại xem quý khán giả nào đã may mắn ở vòng thi thứ hai. Có phải là anh chàng Thomas hay không, hay là một người nào khác? Cô nàng Luna của chúng ta đã trả lời chính xác. Như vậy là chúng ta đã kết thúc hai vòng thi đầu tiên. Và trước khi công bố kết quả của vòng thi thứ hai, chúng ta hãy cùng theo dõi một vài hình ảnh về chương trình thử thách. Chúng tôi xin tự giới thiệu, chúng tôi là những giáo viên đến từ trường tiểu học Cầm Vu, phường 26, quận Bình Thạnh. Chúng tôi tham dự chương trình này với mục đích là được thử thách chính bản thân mình đúng như tên gọi của chương trình. Tôi xin giới thiệu tiếp là những người bạn cùng chơi với tôi. Đây là cô Vân, đây là cô Hiền và tôi là Hùng, đội trưởng. Chúng tôi tham dự chương trình này với mục đích là tự tin, bình tĩnh, chiến thắng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi một vài hình ảnh về các thí sinh sẽ tham gia chương trình thử thách ở kỳ thi kế tiếp. Những người thực hiện chương trình thử thách luôn mong đón các bạn hãy đăng ký tham gia đến với chúng tôi, xuất hiện tại trường quay cũng như tham gia xuất hiện tại trường quay ảo. Và những người thực hiện chương trình rất vui mừng được gặp gỡ quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng công bố kết quả của vòng thi thứ hai. Và trước tiên, một lần nữa xin được chúc mừng đội 1, các bạn đã nhận được đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và như chúng ta cũng biết, cách quý vị khán giả may mắn ở vòng thi thứ hai đã chọn biểu tượng, đó là cô nàng Luna có số điện thoại di động 0938991124. Và tôi xin nhắc lại, quý khán giả may mắn ở vòng thi thứ hai có số điện thoại di động 0938991124. Và xin chúc mừng quý vị đã nhận được phần thưởng, đó là điện thoại di động Sony Ericsson W610Mi. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút cho quảng cáo. Quý vị và các bạn đến với vòng thi thứ ba của chương trình thử thách. Giải thưởng của vòng thi thứ ba là một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca và một điện thoại di động Sony Ericsson W680Mi.
Ngay bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu đăng nhập vào hệ thống tổng đài số 8309 để tham gia chương trình. Và chúng ta hãy chọn một trong ba đối tượng. Chúng ta thấy ở vòng 1 và vòng 2, chàng Thomas và nàng Luna đã là những người may mắn. Hy vọng rằng ở vòng này đó là nàng Kitty của chúng ta. Mời quý vị và các bạn đến với câu hỏi đầu tiên. Trong thần thoại Hy Lạp, Demeter là nữ thần gì? A. Nông nghiệp. B. Săn bắn. Và C. Rượu vang. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Có lẽ câu hỏi này thì chúng ta hơi gặp khó khăn một chút phải không ạ? Nhưng mà hy vọng các bạn sẽ cố gắng vượt qua. Sau đây là đáp án của cả hai đội. Mời hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra đáp án C là rượu vang. Và đội 2 các bạn có đáp án A là nông nghiệp. Tại sao bạn Kỳ chọn đáp án A là nông nghiệp? Dạ, em nghĩ là nếu mà là nữ thần thì nông nghiệp mang lại ấm no cho mọi người hơn là rượu vang. Cho nên là em chọn đáp án A là nông nghiệp. Tức là nông nghiệp dạ. Thì nó thiết thực hơn là rượu vang. Vâng. Phải không? Cũng cũng phải có ăn rồi mới có mặc thì mới có uống ạ. Chứ không có ăn mà có uống cũng được vậy bạn. Dạ cũng vậy thì ăn có mặc rồi mới có uống. Dạ. Phải không? Nhưng mà nói chứ hàng ngày mình cũng uống nước thì bình thường, uống rượu vang thì thỉnh thoảng đúng không? Bây giờ chúng ta hãy xem đội 1 tại sao các bạn là chọn là uống trước rồi ăn sau rồi mặc sau cũng được. Bạn Sang à, xin bạn hãy cho chúng tôi lý do tại sao các bạn thích uống trước ạ. Dạ, cái câu này là lựa chọn của Hoàng Vinh thì bạn Thảo ạ. Đổi thừa phải không? Không, câu này thằng Thảo Hy Lạp thì em rất thích đọc. Dạ, em xin trả lời thì thật sự là thần thoại Hy Lạp thì em cũng có đọc qua nhưng mà em nhớ thì cũng không chính xác lắm. Mà nếu mà trí nhớ của em không tồi thì đó chính là thần rượu vang ạ. À, thì vậy là cái này là xác minh một lần nữa là do bạn Thảo trả lời. Dạ. Chứ không phải là bạn Sang trả lời. Dạ, câu này rồi bạn đổi thừa qua cho bạn Thảo. Chính xác là vậy phải không ạ? Dạ, bạn Thảo và bạn Linh luôn ạ. Đổi thừa cho tới hai người chứ không có nhận là mình trả lời. Mặc dù mình là người đưa bản nè, phải không? Bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi đáp án của câu này. Đáp án của câu số 1 là đáp án A, nông nghiệp. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Giáo sư nhà giáo Việt Nam Trần Văn Dào quê ở đâu? A. Sài Gòn. B. Vĩnh Long. Và C. Long An. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Sau đây xin mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra đáp án B, đó là ở Vĩnh Long, phải không ạ? Và đội 2 các bạn chọn đáp án C là ở Long An. Long An là quê hương nấu rượu nhiều đó, nấu rượu rất là nhiều. Dạ. Sao bây giờ lại chọn Long An ha bạn Kỳ hả? Dạ, cái đáp án này thì thật ra là chúng em cũng chỉ có biết là cô giáo sư Trần Văn Dào thôi, nhưng mà thật sự là cũng không biết được quê của cô giáo sư là đâu. Theo hai bạn của em thì bảo là thôi cứ Long An thì ba, cả ba đều Long An. Tại vì Long An là quê của rượu Đế Gò Đen rất là nổi tiếng anh. Ôi sao thấy nó không có dính gì vô câu hỏi hết trơn à? Đúng là Long An là nơi rất là nổi tiếng, sản xuất là loại rượu Đế Gò Đen. Dạ. Phải không? Rượu Đế Long An. Dạ. Rượu Đế Long An, chính xác là rượu Đế Long An. Chúng ta có dịp đi về miền Tây mà nếu mà đi được ra khỏi thành phố một chút tới Long An là có phải ở dọc ven đường người ta bán rượu Đế rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà nó cũng không có dính gì với câu hỏi hết, mà cũng đó là cách trả lời phải không? Dạ. Bây giờ xin hỏi đội 1 là câu này ai trả lời ạ? À, một lần nữa đây là quyết định của hai bạn Thảo Hoàng Linh ạ. Em chỉ người đưa bản ạ. Biết vậy hả? Không, thật sự đó vậy. Đáp án B phải không? Vĩnh Long. Dạ. Hình như đáp án này đúng đó, đừng có để thừa. Đừng có để thừa nữa nha. Và quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án C, Long An. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Và chúng ta cũng đã biết ông đã nhận được danh hiệu là nhà giáo nhân dân vào năm 1992 cùng huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác. Bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau.
bài hát Ngày Đầu Tiên Đi Học được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện phổ từ thơ của ai? A. Huy Quang và B. Viễn Phương, C. Hoàng Cầm. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Đội 2, các bạn hãy hết sức cẩn trọng trả lời câu hỏi này. Nếu các bạn được 60 điểm, các bạn sẽ có cơ hội bước vào câu số 4 để tranh giải với quý khán giả. Phần thưởng là điện thoại di động Sony Ericsson VK880i. Ngày đầu tiên đi học, các bạn còn nhớ không? Còn nhớ không ạ? Em nhớ bài hát thôi. Tôi nghi ngờ lắm, mới kỳ thi tuyển sinh mà đã quên rồi. Làm gì nhớ ngày đầu tiên đi học, phải không? Yeah. Nhưng mà hãy cùng theo dõi, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi đáp án của cả hai đội. Xin mời hai đội ạ. Đội 1, với sự trả lời của bạn Linh và bạn Thảo, bạn Sang có nhiệm vụ đưa bảng là đáp án B, đúng không ạ? Rõ ràng chính xác. Dạ, có phải vậy không ạ? Lần này là bạn Linh là người đứng ra, là người đưa ra định chính ạ. À, tức là bạn là bạn Linh là kỳ này là đưa ra đáp án. Dạ, em người đưa bảng. Đưa bảng, phải không ạ? Và đội 2, các bạn chọn đáp án A. Ở Huy Quang. Cũng dễ hiểu thôi, cũng dễ hoàn toàn thông cảm. Dạ. Đúng không? Mới chỉ thi tuyển học có 2 năm rồi mà nhiều khi chúng ta còn lộn không gì là mất qua mười mấy năm rồi, phải không ạ? Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án B, Viễn Phương. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác câu hỏi này. Và chúng ta thấy một lần nữa trên màn hình ảo của chúng tôi đã tạm chia tay một số quý khán giả đã trả lời không chính xác. Và chúng ta vẫn còn một vòng thi cuối cùng để xác định xem ai là người may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay để sở hữu chiếc xe Super Sapphire. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ tư có nội dung như sau. Ngày 20 tháng 11 hàng năm chính thức trở thành ngày nhà giáo Việt Nam từ năm nào? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Đội 2 không biết bây giờ các bạn có tiếc nuối hay không khi các bạn đã trả lời sai câu hỏi vừa rồi và các bạn đã mất đi một cơ hội để tham gia một số 4 để cùng với quý khán giả nhận lấy phần thưởng cao nhất ở vòng thi thứ 3 là điện thoại di động Sony Ericsson VK880i. Nhưng mà không sao, vẫn còn một chiếc xe đang chờ đón các bạn. Kế bên các bạn gần hơn cả đội 1 nữa. Chắc là sẽ lấy chiếc xe. Các bạn có thấy đó là một chuyện ưu tiên không ạ? Dạ, chắc là lấy chiếc xe. Bây giờ là mời đáp án của cả hai đội ạ. Đội 1, các bạn đưa ra đáp án là 1982. Đội 2 đưa ra đáp án là 1982. Các bạn đã có những người đồng nghiệp của mình là đối thủ của bạn đưa ra đáp án giống mình. Cho nên bây giờ cảm thấy hơi tiếc nữa, phải không? Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của câu hỏi số 4. Đáp án của chúng ta là 1982. Như vậy là chúng tôi rất tiếc cho đội 2. Nếu các bạn trả lời đúng câu hỏi vừa rồi thì phần thưởng là điện thoại di động Sony Ericsson VK880i đã thuộc về các bạn. Nhưng bây giờ thì đã thuộc về quý khán giả đã may mắn ở vòng thi thứ 3, đã chọn biểu tượng là nàng Kitty của chúng ta trên màn hình. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng tôi công bố kết quả của vòng thi thứ 3, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một vài hình ảnh về chương trình thử thách. Xin chào quý vị khán giả. Nhóm chúng tôi đến đây gồm 3 thành viên. Tôi là Hoàng Anh, bên trái của tôi là Trần Tiến, bên phải của tôi là Hoàng Nguyên. Chúng tôi là nhóm thí sinh cho chương trình kế tiếp. Hiện nay chúng tôi đang tham khảo các tài liệu cũng như là xem lại kiến thức của mình để có thể tham dự game show kế tiếp một cách tốt hơn. Chúng tôi mong muốn là sẽ được tham dự chương trình cũng như được cùng các bạn tham dự hội thi. Xin các bạn hãy cổ vũ cho đội chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi chúng ta đã xem qua đó là các thí sinh sẽ tham gia chương trình thử thách ở những vòng thi, những chương trình tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng công bố kết quả của vòng thi thứ 3. Trước tiên xin được chúc mừng đội 2, các bạn đã nhận được đầu máy karaoke hiệu Seca. Xin chúc mừng các bạn. Và chúng tôi xin được chúc mừng cho quý khán giả may mắn ở vòng thi thứ 3 có số điện thoại di động 0933
0243 5278 trên màn hình của chúng ta, đó là nàng Kitty. Và tôi xin nhắc lại, quý khán giả may mắn ở vòng thi thứ ba đã chọn biểu tượng là nàng Kitty có số điện thoại di động 0933 935278 đã nhận phần thưởng, đó là điện thoại di động Sony Ericsson V880i. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang vòng thi cuối cùng để xác định xem ai sẽ là người chủ sở hữu là may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay để sở hữu chiếc xe Super Sapphire. Nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn hãy dành ít phút cho quảng cáo. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi cuối cùng của chương trình. Thử thách giải thưởng của vòng thi này gồm có một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca và giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc xe Super Sapphire. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy tham gia ở vòng thi cuối cùng này để có cơ hội nhận lấy phần thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc xe Super Sapphire rất đẹp. Tương tự chúng ta cũng có 4 câu hỏi. Bây giờ là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Địa danh nào sau đây là điểm cực Tây của nước ta? A. Cốc Liếu, B. A Pa Chải và C. Trà Cổ. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Xin mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn chọn đáp án B, đó là A Pa Chải. Và đội 2 các bạn vẫn chọn đáp án B, cũng là A Pa Chải. Xin hỏi là các thành viên của đội 1 các bạn đã đến địa danh này chưa? Dạ em chưa đến địa danh đó lần nào, nhưng mà em đã một lần đọc tin báo là có các nhà báo đến địa danh miền cực Tây Tổ quốc, đó là A Pa Chải. Và có một hình ảnh ấn tượng nhất, đó là người ta phải dẫn xe qua từ cái cầu nhỏ đó. Em nhớ nó là miền cực Tây của Tổ quốc ta. Cái này là lần này là chịu nhớ rồi. Lần này là của em. Lần này là của bạn phải không? Dạ, lần này là của em. Rồi, được rồi, của bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của câu hỏi này. Đáp án của chúng ta là đáp án B, A Pa Chải. Xin chúc mừng quý vị và các bạn. Và xã A Pa Chải thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Thành phố nào ở Thái Lan sẽ tổ chức lễ khai mạc SEA Games 24 năm 2007? A. Bangkok, B. Pattaya và C. Nakhon Ratchasima. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Xin mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn chọn đáp án B, đó là Pattaya. Và đội 2 các bạn chọn đáp án A là Bangkok. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án C, Nakhon Ratchasima. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục chương trình với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Dân tộc Tày ở Việt Nam trước đây hay được gọi là người gì? A. Thổ, B. Máng và C. Mường. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn chọn đáp án B là Máng. Đội 2 các bạn chọn đáp án A là Thổ. Và bây giờ chúng ta cùng đến với đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án A, Thổ. Xin quý vị và các bạn hãy hết sức cẩn trọng ở câu hỏi số 4. Quý vị và các bạn có cơ hội nhận được phần thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc xe Super Sapphire đang chờ đón quý vị và các bạn. Nhưng muốn đạt được giải thưởng đó, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục trả lời câu hỏi cuối cùng của cuộc thi ngày hôm nay. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Vua Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám vào năm nào? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Bây giờ xin mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra đáp án là 1005 hay là 1008 ạ?
À, 1558. Cái này chắc của hai bạn còn lại quá phải không bạn Trang? Dạ cái này của anh Thảo. Của anh Thảo phải không? Cái nào mà nó hơi xa xa là tôi biết của bạn Thảo hoặc của bạn Linh nè. Phải không ạ? 1558. Có cố gắng. Đội 2 các bạn đưa ra đáp án là 1011. Xin cho hỏi là con số này do ai đưa ra? Dạ số này do em đưa ra. Bạn đưa ra rồi tôi thấy bạn mắc cỡ quá. Tại sao bạn đưa ra con số này vậy? Con số khá đẹp. Số 10 với số 11 em đều thích hai số đấy. Cho nên em chọn luôn là 1011. Những lý do bạn chọn đều độc đáo cả. Dạ. Số 10 và số 11 phải không ạ? Em chơi với bạn em, các bạn cũng hay nói em là con người kỳ lạ. Kỳ lạ. Dạ. Tôi thì tôi thấy số 10 là số đẹp rồi đó, số 11 mà không biết lý do nào bạn thích số 11. Dạ em thích. Tại vì em chơi với một người bạn em cũng to mập như em, đi đâu cũng là 2 số 11. À. Chứ không phải 2 số 10 là 2 số 11. Hy vọng rằng đây là một đáp án gần đúng với con số đẹp của bạn chọn. Dạ. Bây giờ mời cả hai đội chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là 1076. Và xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy hướng về màn hình não để xem quý khán giả nào may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Đó là quý khán giả đã chọn biểu tượng là nàng Kitty của chúng ta trên màn hình, đã trả lời chính xác. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng tôi công bố kết quả của vòng thi thứ tư và chúng ta hãy phát giải thưởng cho cả 4 vòng thi, ta dành ít phút cho quảng cáo. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã trải qua tất cả là 4 vòng thi và cũng đã xác định được ở 3 vòng thi đầu tiên ai là người may mắn ở vòng thi thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Đó là chủ sở hữu của 3 chiếc điện thoại di động. Rất tiếc là một trong hai đội chơi của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay không nhận được chiếc điện thoại nào cả. Tuy nhiên, mỗi đội hiện nay chúng ta thấy là có rất là nhiều đầu máy karaoke hiệu Senka rồi, phải không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ công bố kết quả của vòng thi thứ tư. Ở vòng thi cuối cùng của chúng ta, trước tiên xin được chúc mừng đội 2, các bạn được nhận được đầu máy karaoke hiệu Senka. Chúc mừng các bạn. Và chúng tôi xin được chúc mừng quý khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay đã chọn biểu tượng là nàng Kitty có số điện thoại di động 0168 9786 785. Và chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại là 0168 9786 785 trên màn hình của chúng ta đã chọn biểu tượng đó là nàng Kitty. Và xin chúc mừng bạn. Sau đây chúng tôi xin mời đại diện của nhà tài trợ lên trao giải thưởng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ trao giải thưởng của cả 4 vòng thi. Trước tiên chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên. Giải thưởng đầu tiên là đầu máy karaoke hiệu Senka. Và giải thưởng này chúng tôi xin được dành tặng cho đội 1. Xin chúc mừng các bạn. Và giải thưởng tiếp theo là chiếc điện thoại di động Sony Ericsson VKF200i. Giải thưởng này xin được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại di động 0988782997. Xin chúc mừng bạn. Và chúng tôi xin nhắc lại, quý khán giả may mắn ở vòng thi đầu tiên có số điện thoại di động 0988782997. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai. Giải thưởng đầu tiên vẫn là đầu máy karaoke hiệu Senka. Và giải thưởng này một lần nữa xin dành tặng cho đội 1. Chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ đến với chiếc điện thoại di động thứ hai. Điện thoại di động Sony Ericsson VKF610i. Phần thưởng này xin chúc mừng quý khán giả có số điện thoại di động 0938991124 đã may mắn ở vòng thi này. Và chúng tôi xin nhắc lại, quý khán giả có số điện thoại di động 0938991124 xin chúc mừng bạn. Chúng ta đã trao giải thưởng của cả vòng thi thứ nhất và vòng thi thứ hai. Bây giờ là vòng thi thứ ba. Giải thưởng đầu tiên vẫn là đầu máy karaoke hiệu Senka. Và giải thưởng này xin trở về cho đội 2. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ là chiếc điện thoại di động cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, điện thoại di động Sony Ericsson VKF880i. Phần thưởng này xin dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại di động 0933935278. Chúng tôi xin nhắc lại, quý khán giả may mắn ở vòng thi thứ ba có số điện thoại di động 0933935278.
Và tôi xin nhắc lại một lần nữa là quý khán giả có số điện thoại di động 0933 935278. Xin chúc mừng bạn. Quý vị và các bạn thân mến.